bộ phim lấy danh nghĩa người nhà đang phát sóng và nhận được nhiều sự quan tâm chú ý của công chúng. Hầu hết khán giả đều dành lời khen ngợi cho bộ phim vì nội dung ý nghĩa gần gũi cùng dàn diễn viên trẻ đẹp, có lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc. Đặc biệt, sự kết hợp ăn ý bùng nổ hóa học giữa các nhân vật trong phim khiến người hâm mộ xiết nhiệt tình. Lăng Tiêu Lý Tim Tim. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tim Tim đã thích anh trai hàng xóm Lăng Tiêu. Nàng thường xuyên quấy nhiễu, lại gần làm quen với Lăng Tiêu. Cuối cùng thì cũng thành công và rước chàng về ở chung một nhà. Mặc dù mối quan hệ ban đầu của Lăng Tiêu Lý Tim Tim tựa như anh em, người thân trong nhà, nhưng trong tương lai, hai người này sẽ có một chuyện tình rất ngọt ngào. Những hành động quan tâm ấm áp, cái nhìn đầy tình ý của Lăng Tiêu dành cho Tim Tim đã làm tan chảy mọi trái tim của hội thiếu nữ đang theo dõi phim. Hạ Tử Thu Lý Tim Tim. Mặc dù theo nội dung giới thiệu của phim thì Tim Tim sẽ là của Lăng Tiêu và Hạ Tử Thu sẽ có mối quan hệ đặc biệt với cô bạn Tề Minh Nguyệt. Nhưng các fan vẫn cho rằng biết đâu biên kịch sẽ bẻ lái tạo nên mối tình giữa anh nhỏ và em út. Hạ Tử Thu là một chàng trai hiểu chuyện, trọng tình trọng nghĩa và rất yêu chiều cô em gái khác cha khác mẹ Lý Tim Tim. Anh biết Tim Tim thích đồ ngọt nên đã kiên trì, nỗ lực trở thành thợ làm bánh, ngày ngày mang những điều ngọt ngào bé nhỏ đến cho cô em gái. Còn về phần Tim Tim thì thuở mới gặp, ngỡ nàng ta đã hành hạ anh nhỏ lên bờ xuống ruộng, nhưng sau này lại tự nguyện yêu thương và quan tâm vô điều kiện với người anh nuôi. Điều khiến người hâm mộ xếp nhiệt tình Tim Tim về bên Tử Thu chính là sự hợp tác quá ăn ý của Trương Tân Thành và Đàm Tùng Vận. Từ trong phim đến cảnh hậu trường, khi hai anh chị đứng cạnh nhau đã thấy một bầu trời ngập thính đáng yêu. Vì vậy các fan của cặp này vẫn mong chờ một kết viên mãn của đôi trẻ. Lăng Tiêu Hạ Tử Thu. Anh lớn và anh nhỏ là hai chàng trai sống chung một nhà, thỉnh thoảng còn ngủ chung một giường. Hai người cũng rất quan tâm để ý lẫn nhau. Dưới con mắt quan sát của hội fan thì khoảnh khắc Lăng Tiêu và Tử Thu chung khung hình đều có mùi đam mỹ. Hơn nữa, những bức ảnh hậu trường thân thiết của Trương Tân Thành và Tống Uy Long cũng đủ để các fan tưởng tượng ra một câu chuyện tình của Tiêu Thu mà trong đó nữ chính ngôn tình Tim Tim sẽ thành người phụ đam mỹ. Bố Lăng Bố Lý. Bố Lý là một người cha giàu tình cảm, làm chủ quán mì, dù không dư giả về tiền bạc nhưng luôn chăm chỉ để làm việc nuôi nấng Tim Tim Tử Thu. Còn bố Lăng là một cảnh sát có trách nhiệm cao với công việc. Con người ông có vẻ khô khan vụng về nhưng luôn quan tâm yêu chiều con cái hết mực. Hai ông bố, người không vợ kẻ ly thân, đã có quyết định vô cùng sáng suốt lẫn táo bạo khi về sống cùng nhau chung một gia đình. Bố Lăng thì ra ngoài làm việc đưa tiền về cho bố Lý chăm lo chu toàn trong gia đình, từ việc bếp núc đến chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Giữa hai người thỉnh thoảng lại có những cuộc cãi vã vui nhộn, tâm sự tình cảm, san sẻ gánh nặng nuôi con với nhau. Họ dần dần hình thành một sợi dây gắn kết kỳ lạ, tự như là tri kỷ mà cũng rất giống một cặp vợ chồng. Tề Minh Nguyệt, Hạ Tử Thu. Nguyệt là bạn thân của Tim Tim, nàng là một người hiền lành, tốt bụng. Khi còn thời niên thiếu, Minh Nguyệt đã cảm nắng Tử Thu, nhưng vì anh nhỏ của Tim Tim thuộc hội trai thẳng, có cái tính ế bằng thực lực, nên nữ phụ đã bị phủ. Thế rồi sau này, Minh Nguyệt chuyển sang tương tư đối tượng khác, đó chính là anh trai Lăng Tiêu. Mặc dù không biết đường tình duyên của Minh Nguyệt sẽ diễn ra như thế nào, nhưng các fan vẫn mong rằng Tề Tiểu Thư và Hạ Công Tử có thể về cùng nhau viết nên một chuyện tình đẹp. Hai người sẽ không phải đau khổ khi ăn cẩu lương của cặp đôi Tim Tim Lăng Tiêu mà sẽ nên duyên và được hưởng các kết hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ những diễn biến tiếp theo nhé.